Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lắp chiếc đầu đọc mã vạch đơn tia T-Bot CQ3300. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái dây kết nối USB từ đầu đọc đến máy tính. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu dây này giống như là đầu dây mạng, thì các bạn cắm vào đây, cắm vào chiếc thân đầu đọc như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cắm theo chiều phía bên phải có cái lẫy như này, cắm đúng đó. Sau đó các bạn kẽ đẩy vào này, kêu tách một cái, cắm chặt đó. Đầu còn lại thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng USB của máy tính. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có một cái cổng USB của máy tính đó. Còn ở đây là chiếc giá đỡ, thì các bạn sẽ tháo cái ốc vít này ra. Sau đó các bạn ngắt vào đây. Đó, các bạn để như thế này. Rồi các bạn sẽ đắp. Các bạn có thể dùng một chiếc tua vít thì lắp nó sẽ được chặt hơn là tay tay lắp, thì nó sẽ không bị chặt bằng cái tua vít, thì có thể nó sẽ bị lỏng một chút. Đó, bạn để giá đỡ như này. Ở đầu này các bạn cũng có thể thấy một cái ốc vít, thì các bạn cũng có thể lấy tua vít để các bạn xoay chặt. Sau khi xong thì các bạn có thể để lên giá đỡ như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là chiếc đầu đọc. Khi cắm vào máy tính thì các bạn sẽ để ý một chút là để mình đó, khi mà bật máy tính lên thì các bạn sẽ nhìn thấy tia đỏ sáng. Còn muốn tắt chế độ tia đỏ thì các bạn có thể quét vào cái mã vạch bên trong này, thì nó sẽ mất cái tia đỏ đi. Tia đỏ sáng tức là khi các bạn dơ mã vạch vào cái tia đỏ ngang thì nó sẽ quét được.